Tập 22, Kamen Rider Gai xuất trận. Chào, lại là mình Trung Phi Super đây. Ôi không, đám mèo hoang đã vượt ngục rồi. Liệu Keiichiro Asaka và Sakuya Hikawa sẽ bắt được họ và đưa họ trở lại tù? Hãy đón xem tập tiếp theo của Trung Phi Super and One Nut Adventure 3, Mèo Hoang Vượt Ngục, đừng bỏ lỡ nhé.